Đây là trường phái nghệ thuật biểu hiện. Trong các tác phẩm của mình, họ còn có những kẻ bất mãn như là cái điếm hay là những gương mặt vô hồn. Nhấn mạnh vào xúc cảm, trường phái biểu hiện phát triển ở châu Âu vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Các họa sĩ thuộc trường phái thường bóp méo các hình dạng và sử dụng các màu sắc mạnh để truyền tải mối bận tâm về cảm giác bất an đối với con người và thế giới đương đại. Tập trung khắc họa những cảm xúc bên trong thay vì khắc họa lại thế giới bên ngoài. Các họa sĩ thuộc trường phái biểu hiện thường sử dụng những nét cọ cường điệu đầy cảm xúc và màu sắc chói lọi. Bầu không khí trước và sau Thế chiến thứ nhất đã ảnh hưởng sâu sắc đến muôn vàn cách họ thể hiện sắc thái giận dữ, bạo lực và phiền muộn. Trong các tác phẩm của mình, họ còn có những kẻ bất mãn xã hội như là gái điếm hay những khuôn mặt vô hồn.